Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc kéo dài là một dự án trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo quỹ đất ở đô thị, kết nối giao thông hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trước đó, thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, mở rộng khu dân cư số 1, khu dân cư số 2 và khu dân cư số 3 đường Việt Bắc phường Tân Lập dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên là đơn vị đại diện thay chủ đầu tư quản lý, giám sát đơn vị thi công, nghiệm thu khối lượng công việc và đề xuất chi trả tiền cho đơn vị thi công, đồng thời là cơ quan thay mặt chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý. Là đơn vị nhà thầu thi công các dự án khu dân cư đường Việt Bắc, phường Tân Đập, thành phố Thái Nguyên. Hợp đồng chúng tôi ký từ những năm 2018 và 2019 đối với các gói thầu này thì tiến độ thực hiện dự án là trong 12 tháng. kiến nghị với cấp có chính quyền nghiên cứu điều chỉnh lại giá vật tư vật liệu cho hợp đồng chúng tôi cũng như là sớm giải phóng mặt bằng để dự án triển khai được đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành. Dự án có quy mô 18,66 ha, bao gồm các hạng mục: đất công cộng, đất thương mại dịch vụ, đất ở biệt thự tiêu chuẩn, đất ở biệt thự sinh thái, đất ở biệt thự ven đồi, đất nhà phố, đất ở liền kề, đất ở cao tầng, tổng mức đầu tư 332,3 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách thành phố Thái Nguyên, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, đã gặp phải một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng dưới sự nỗ lực của thành phố Thái Nguyên, phường Tân Lập cùng nhà thầu thi công đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo được quyền lợi cho người dân để dự án có thể thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Với lượng cũng được khoảng 70%. Đơn vị thi công thì cũng muốn, muốn là, 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 là giải phóng để cho đơn vị thi công làm hoàn thiện cho nó nhanh hiện nay thì trên địa bàn phường đang triển khai rất là nhiều các cái dự án trọng điểm của tỉnh của thành phố và của địa phương thì trong cái quá trình triển khai thì đảng ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn này hết sức đồng thuận để tạo điều kiện cho dự án thực hiện thì cơ bản cho đến giờ phút này là công tác giải phóng mặt bằng cũng như là công tác tái định cư cho các hộ là đã đảm bảo theo cái tiến độ về việc đấu giá quyền sử dụng đất thông tin đấu giá của các dự án trên địa bàn phường được thông báo trên các phương tiện thông tin niêm yết thông báo tại trung tâm dịch vụ đấu giá nơi tổ chức cuộc đấu giá và ủy ban nhân dân phường tân lập tổ chức cho khách hàng xem tài sản và đăng ký đấu giá tổ chức đấu giá theo quy định các tổ chức cá nhân chúng đấu giá sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng chúng đấu giá theo quy định Ngoài quỹ đất của các dự án trên, thành phố Thái Nguyên đã chuyển quỹ đất của một số khu dân cư khác trên địa bàn phường Tân Lập đến trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên để tổ chức đấu giá, cụ thể khu dân cư 11A, khu dân cư 11B và các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố.